Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 6, Ban chỉ đạo 389 thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố Châu Đốc, Lâm Quang Thi. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo 389 thành phố Châu Đốc thực hiện hiệu quả các kế hoạch liên ngành, nhất là các hoạt động phối hợp chống buôn lậu trên tuyến biên giới, kết hợp các tổ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từng thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện. Theo đó, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phối hợp liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới và công tác phòng chống COVID-19 gắn với chống buôn lậu, góp phần đấu tranh kiềm chế đáng kể tình hình buôn lậu, giảm tình hình xe mô tô vận chuyển hàng lậu chạy tốc độ cao trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện bắt giữ 79 vụ vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, niêm yết giá. Tổng trị giá hàng hóa 819 triệu đồng. Phạt vi phạm hành chính 36 đối tượng, tổng số tiền 253,5 triệu đồng. Tổng số vụ bắt giữ giảm 45 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, công tác kiểm tra hàng hóa thị trường cũng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguồn cung, giá cả hàng hóa ổn định, đảm bảo an toàn thực phẩm trong cao điểm trước, trong và sau Tết. Cao điểm lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022, các hoạt động ngày hội mắm Châu Đốc An Giang, đặc sản các vùng miền năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí đề nghị các lực lượng chức năng, thành viên Ban chỉ đạo 389 và các xã phường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau. Cho nên về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm thì tôi đề nghị các đồng chí tập trung mấy cái gì. Cái thứ nhất là cái bám sát cái kế hoạch 122 của Ban chỉ đạo 389 thành phố trong cái công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tôi đề nghị từng thành viên, các đồng chí trong Ban chỉ đạo cũng thường xuyên nắm bắt thông tin, không phải chỉ riêng cái tuyến biên giới mà kể cả trong nội địa. Những cái hành vi, những cái thủ đoạn của các cái đối tượng để sớm phát hiện và báo cáo Ban chỉ đạo có hướng xử lý. Cái thứ hai là lực lượng liên ngành, các đồng chí là có kế hoạch rồi, là thường xuyên ra quân, rà soát lại các cái cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Cho nên mặt hàng xăng dầu là một trong những cái mặt hàng mà tôi đề nghị Ban chỉ đạo, các đồng chí đưa vô, lực lượng quản lý thị trường phải đi đầu, công an phải đi đầu, kiểm tra coi các cái cây xăng, cây dầu là có đột biến về cái số lượng bán ra không. Cái thứ hai là phường A cũng như là một số cái phường trọng điểm có các cái chợ, mà đặc biệt ở đây là chợ phường A, lưu ý cái hàng giả, hàng gian. Cái mặt hàng thứ ba là trách nhiệm của phòng kinh tế, là các cái loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, giao cho phòng văn hóa, các đồng chí tăng cường cái tuyên truyền. Trong đó đặc biệt là tuyên truyền là phối hợp với công an thành phố, với là đội liên ngành, tuyên truyền luôn là các cái vụ việc. Vụ việc nào ở đâu là buôn lậu, vụ việc nào là hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, vụ việc nào ở đâu là mất an toàn vệ sinh thực phẩm, để người tiêu dùng người ta còn biết tránh xa, để các cái đối tượng này còn biết phải không dám có hành vi là vi phạm pháp luật.